Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một sản phẩm đèn LED gắn tường trang trí. Nó có mã là LVKA0100. Thì nó gồm có hai dạng. Đây, mình sẽ bóc ra cho bạn nhìn. Đây là giấy hướng dẫn cách lắp đặt. Đây là linh kiện tháo rời đèn. Đây là chiếc đèn của nó đây. Đèn khá nặng các bạn, tản nhiệt rất nhiều, đèn khá nặng. Thì đây là chiếc đèn gắn tường 12W, nó có mã là LVKA0100A BK tức là vỏ màu đen, còn nó có cả vỏ màu trắng. Còn riêng cái dòng gắn tường này thì nó cho có ánh sáng là ánh sáng màu vàng thôi, nó không có ánh sáng nào khác ngoài những ánh sáng này. Thì đây, trên tay mình đây là hãng của hãng kinh LED nhé. Đây là khá nặng, đến cả gần cả cân đấy, nặng phết. À đây, mình giới thiệu sơ qua về chiếc đèn này cho các bạn nhìn thấy. Tức là như thế này, bình thường là chiếc đèn này có kích thước ở đây đang là 10 này, kích thước 10 này, nhân 10 này, và nhân 12 này, công suất 12W. Ánh sáng nguồn phát ra của nó là chiếc LED cream các bạn nhé, chiếc LED cream này. Nguồn phát sáng của nó đang là một bên này và trong này. Đây các bạn nhìn thấy ở trong bên trong này. Đó, bên trong này cũng là một nguồn phát sáng nữa này. Thì khi nó phát sáng ra ấy, thì hình thức các bạn lắp thì các bạn có thể để như thế này. Để lắp như thế này. Hoặc là như thế này thì đẹp hơn này, bởi vì là nguồn sáng của nó phát ra hai bên này nhé, xong là nguồn sáng bên dưới này nó phát ra phản vào tường nữa, nhìn nó đẹp hơn so với bạn lắp ngửa như thế này. Ngửa này nhìn hơi xấu nên các bạn sẽ lắp như thế này thì chuẩn, đúng quy chuẩn luôn. Và tạm thời mình để như này cho bạn nhìn thấy cái về sáng này đã. Rồi đấy các bạn nên nhìn thấy không? Khi mà mình lắp vào tường ấy, lắp vào tường như thế này này, mình sẽ để này được không? À đây rồi, đây mình để như thế này thì các bạn có thể hình dung cho mình là chiếc bàn, mặt bàn này là bức tường này, thì mình sẽ lắp như thế này đúng không? Đó, lắp như thế này, thì nó có vệt sáng ở đây, nó phát ra hai cái vệt sáng này, cái vệt sáng của nó phát ra rất sắc cạnh này, là rất đẹp, nó không bị nhom nhem. Bạn hình dung không? Sát cạnh. Đó. Và đây là cái vệt này là vệt sáng hắt xuống này. Đấy, là chiếc đèn này, hình thức của chiếc đèn này nó là sẽ phát ra như vậy. Kích thước của nó là 10 x 10 và sâu của nó là 12 mm. Gì nữa nhỉ? Hay nữa là nó đang sử dụng chip cream nhé, bảo hành hãng bảo hành đang là bảo hành 24 tháng này. CRI hoặc chế độ hoàn màu của nó đang 80. Và chiếc đèn này, đặc biệt của chiếc đèn này là chiếc đèn đặt ngoài trời cũng được. Các bạn có thích đặt ở ngoài trời, trong nhà cũng đều được nhé, bởi vì cái cấp bảo vệ IP của nó là IP65. Thứ hai nữa là cái vỏ của nó có thể là vỏ màu đen hoặc vỏ màu trắng, tùy thích các bạn có thể lựa chọn. Trong các màu của cái LED ánh sáng thì nó chỉ có một màu ánh sáng thôi, nó là ánh sáng màu vàng, ngoài ra nó không còn ánh sáng nào khác. Đó. Thì nó phù hợp với những cái chiếc đèn này, nó phù hợp với những cái điểm nhấn ở như bức tường của các bạn này, hoặc là nơi ban công bức tường ban công ấy, bạn có thể gắn được, hoặc là gắn ở trong nhà điểm nhấn cho một bức tường nào đấy, hoặc là sảnh các bạn có thể lắp thoải mái, hoặc nhà nào sang thì có thể lắp ở bức tường, tường rào, trang trí trong nhà có thể lắp được hết. Rồi. Đảm bảo các bạn là nó là IP67 cho nên là hoàn toàn yên tâm về cái điều kiện lắp trong nhà hoặc ngoài nhà. Như vậy nó đang sử dụng chiếc LED cream, chiếc LED tốt nhất đấy, đảm bảo ánh sáng đẹp và không bị
hai màu ánh sáng theo thời gian nhé. Và lưu ý mọi yêu cầu về thắc mắc kỹ thuật và lắp đặt cũng như mua hàng, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại hotline trên màn hình. Ở đây mình chỉ rõ thêm cho các bạn một chút nữa là về cách lắp đặt này. Đây, cách lắp đặt ở đây thì các bạn dùng cho mình là chiếc lục giác, nó đi kèm với lại đèn. Đây các bạn có nhìn thấy không, đây là chiếc lục giác này, lục giác này đi kèm vào kèm với lại cái hộp đèn này, thì các bạn vặn hai chiếc ốc này ra. Đây bạn nhìn thấy không, nó hai chiếc ốc này các bạn bạn vặn ra và bạn lấy được cái đế này, này. Đây là chiếc đế nhé. Đây là cái đế xung quanh, đây là đế này, đây là đế này. Đế thì các bạn có bắn hai cái đế này, bắn cái đế này, này. Đây là vít phụ kiện của nó. Bạn bắn hai điểm này. Sau đó bạn ốp chiếc đèn này vào và vặn hai cái ốc hai bên tai này vào là định vị được chiếc đèn luôn. Đó. Là như vậy. À, video của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video mới lần sau. Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số hotline. Xin cảm ơn các bạn.